Mọi người ơi, có một thi làm mốt đấy này. Chào mừng quý vị khán giả đến với vòng loại của bán kết cuộc thi thiết kế Lam Mốt được tổ chức thường niên dưới sự bảo trợ của Học viện Thời trang IV. Trải qua 3 vòng sơ khảo ở 3 miền Bắc Trung Nam với sự tham gia của hàng ngàn thí sinh, chúng tôi đã chọn ra được 5 cái tên sáng giá nhất để bước vào đêm chung kết ngày hôm nay. Cuộc thi năm nay hướng đến sự đa dạng trong phong cách, sự độc đáo và sáng tạo cũng như tính ứng dụng cao trong đời sống. Kết quả cuộc thi hôm nay sẽ được tuyên bố bởi 3 vị giám khảo có nhiều kinh nghiệm và những kỹ năng chuyên môn trong ngành thời trang. Xin mời quý vị khán giả đến với ban giám khảo thứ nhất, ông Hùng Trần, là chủ nhiệm khoa thiết kế của Trường Đại học Nghệ thuật. Có mặt với chúng ta ngày hôm nay đó là bà Kaylee Trịnh, giám đốc sáng tạo của công ty thời trang Castella. Và đặc biệt là sự xuất hiện của bà Jessica Lee, đại diện của Học viện Ivy đến từ Pháp. Người chiến thắng của cuộc thi hôm nay sẽ nhận được một suất học bổng toàn phần tại Học viện Ivy danh giá với phần học bổng trị giá 100.000 euro và nhiều phần quà có giá trị khác. Và sau đây, cuộc thi xin phép được bắt đầu. Ở vấn đề thứ nhất, các thí sinh sẽ trình bày ý tưởng của mình cho 3 vị giám khảo. Và bây giờ, tôi xin mời tất cả các thí sinh lên sân khấu để chuẩn bị cho phần thi của mình.
sau một thời gian đánh giá và lựa chọn kỹ càng, ban giám khảo đã đưa ra 3 cái tên thẳng giá nhất được bước vào phòng quyết định. Và sau đây, tôi xin chúc mừng 3 bạn mang tên Nguyễn Quỳnh Chi, Đặng Hoài An. Và cuối cùng, tôi xin chúc mừng thí sinh Ngô Quỳnh Mai. Và bây giờ, hãy cùng hướng mắt lên sân khấu để chiêm ngưỡng những bộ trang phục xuất sắc nhất của ngày hôm nay. Vâng, sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng thì 3 vị giám khảo của chúng ta đã đi đến kết quả cuối cùng. Và sau đây, tôi xin được giữ cái vinh dự to lớn này để công bố kết quả cuối cùng của cuộc thi hôm nay. Và đạt giải 3 trong cuộc thi hôm nay đó chính là Ngô Quỳnh Mai. Tôi xin lỗi. Dường như là đang có vấn đề của người mẫu của thí sinh Đặng Hoài An và ban giám khảo đang muốn cần thêm thời gian để bàn bạc thêm. Vâng ạ. Để đánh giá một bộ trang phục, chúng tôi dựa trên một số tiêu chí như sau. Đầu tiên, đó là sự sáng tạo độc đáo mang tính cách riêng của từng nhà thiết kế. Tiếp đến là tính ứng dụng cao vào đời sống thường ngày. Và cuối cùng, quan trọng nhất là sự an toàn và thân thiện với người mặc trang phục đó. Tuy nhiên, trong một cuộc thi quy mô lớn như thế, đã có một trường hợp đáng tiếc đã xảy ra. Vì vậy, kết quả chung cuộc đã có một chút thay đổi như sau. Tôi xin công bố, giải 3 thuộc về thí sinh Đặng Hoài An. Giải 2 thuộc về thí sinh Ngô Quỳnh Mai. Và cuối cùng, tôi xin trân trọng công bố giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Quỳnh Chi. Tôi xin kính mời các nhà tài trợ lên trao hoa và phần thưởng cho các thí sinh ở đây. Tại sao cô làm như vậy? Tôi đã làm gì vậy? Người như cậu thì có tư cách gì thì đạt được cái giải thưởng ấy nhỉ? Thì cậu như cậu có tư cách gì mà nói tôi như vậy? Có chuyện gì không vậy? À không có gì đâu. Quên đi, Thảo Linh có phần mới này. Wow. Biết ai tặng không? Dạ, em còn lâu. Chúng trong. Những căn bản không thì tập trung hiện tại.
Vào đây các em. Hôm nay, thay mặt cho nhà trường, thầy có đôi điều muốn thông báo với cả hai em. Sắp tới trường mỹ thuật Esmond France của Pháp sẽ có ý định đầu tư vào một trường đại học ở nước ta. Quyết định đầu tư vào trường nào sẽ được đánh giá thông qua một buổi fashion show được tổ chức dựa trên các bộ thiết kế đến từ hai đại diện đến từ mỗi trường. Thầy nhận thấy rằng cả hai em đều mang những cá tính, sự độc đáo cũng như là khả năng thiết kế tương đối xuất sắc thông qua cuộc thi vừa rồi. Tài năng của các em rất xứng đáng để có thể đứng ra được vánh vác trọng trách này. Đây không chỉ là trách nhiệm, bổn phận của các em đối với nhà trường, mà còn là cơ hội tuyệt vời để mỗi em có thể thể hiện khả năng cá nhân. Thầy hy vọng rằng cả hai em sẽ có thể tham gia và tích cực đóng góp cho nhà trường. Vậy, ý của hai em như thế nào? Em sẽ cố gắng chị tham gia. Rất cao sự đầu tư cũng như là ý tưởng của hai em. Tuy đây là hai phong cách khác nhau, nhưng nếu hai em biết tiết chế cá tính và hòa hợp khi làm việc thì có thể tạo ra một fashion show rất thành công. Tại sao chúng ta không tổ chức một chương trình tái hiện được sự thay đổi trong phong cách thời trang từ quá khứ đến hiện đại? Mở đó cả hai em có thể thể hiện cá tính và khả năng của chính mình. Like, you know.
Để tới công cho. À. Tối quá cậu có chuyện gì đấy? Gia đình tớ không ủng hộ sự nghiệp thời trang này. Họ cho rằng niềm đam mê của tớ rất là tốn thời gian và không kiếm được đạt tiền. Nhưng mà cậu yên tâm, tớ sẽ không từ bỏ niềm đam mê của tớ đâu. Thật ra, tôi có chuyện này mà nói với cậu. Chuyện một phần lần trước tôi không cố ý. Bản thân tôi cũng khó thực sự không để ý đến chuyện đó. Tôi rất xin lỗi vì đã làm hỏng thành quả của cậu. Thôi không sao đâu. Chuyện quá rồi, tôi nhắc lại làm gì đã sao. Some kind of holiday. You got me thinking that we can run away. You wanna take it there. You tell me when and where. Oh, 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 oh. But then I asked for your number. Said you don't have a phone. It's getting late now. I gotta let you know that everybody wants to take you home tonight. But I'm gonna find a way to make you mine. Don't stop doing what you're doing. Every time you move to the beat, it gets harder for me and you.